chào mừng các bác anh em đã quay trở lại kênh YouTube của bên Huấn Hoa. Hôm nay sẽ lên sóng thanh lý cho bác 3 chiếc đẩy, một chiếc đẩy 4 kênh và 2 chiếc đẩy 2 kênh. Giao tí cho bác em chơi. Làm một video test nhanh để cho anh em nào mua hàng thì chốt nhanh nhá. Cứ trước khi vào phần báo giá, anh em xin cho ủng hộ kênh anh em bằng cách nhấn nút like này. Còn chưa đăng ký kênh thì nhấn nút đăng ký kênh ở dưới góc màn hình giúp em nhá. Và sẽ ở đây thì em có 3 chiếc đẩy này vừa mới về hàng thanh lý của khách. Một hai chiếc đẩy 20 sò, mỗi con là 20 sò này, hai chiếc đẩy 2 kênh 20 sò. Một chiếc đẩy 4 kênh góc bên kia. Bây giờ em sẽ đi từ bên trái sang bên kia cho anh em xem nhá. Thì trước vào phần báo giá thì anh em xin một cho em xin một like để ủng kênh nhá, để tiếp tục lên sóng những video mới nhất. Ở đây thì chiếc đẩy đầu tiên em muốn thanh lý cho anh em các bác đó là chiếc đẩy của hãng Men Cặp, mã là MA2400. Công suất 20 sò nha anh em, con này là 20 sò này. Đấy, đẩy 20 sò, sẽ bằng sò Toshiba, mạch cấu tạo đơn giản và bền bỉ. Đó. Dòng này anh em bác anh xem chơi xúc đơn bát 40 quánh ok, hoặc các anh em đánh các cái loa full 30, hai cặp full 25 ok. Tiếng rất là khỏe và lì, cái dòng này em biết rồi. Quạt gió làm rất là to, size là size 2U các bác anh em chơi. Giá thanh lý nhanh cho các bác anh em là giá 2.500.000 đồng, 2.500.000 đồng. Tránh mất thời gian các bác anh em chơi. 20 sò công suất nhé, mỗi một vế là 20 sò, 1, 2, 3, 4, 5 sò công suất này, nó nằm dưới là 10 này, bên này là 10, là 20 sò công suất anh em nhá. Nguồn đồng 100% các bác anh em chơi. Hai quạt gió tản nhiệt, ok. Mặt là màu đen, hàng của hãng Men Cặp Audio MA2400. Hàng thanh lý của khách các bác anh em chơi. Giá 2.500.000 đồng, bao ship cho anh em luôn nhá. Các bác lưu ý nhá, bao ship cho anh em luôn, giá 2.500.000. Với điều kiện là các anh em phải đặt cọc vì cái hàng này nó nặng. Đấy. Hàng này nó nặng, bao test, bao chạy, bao zin cho anh em. Tất cả sò đều zin và đang hoạt động bình thường. Em tháo ra để vệ sinh các bác anh em nhá. Tiếp theo ở đây. Sang đến chiếc thứ hai ở đây này. Sang đến chiếc thứ hai ở đây các bác em xem nhiều kênh mới đem cái nút like nhá. Là đang đến chiếc thứ hai này. Chiếc thứ hai ở đây là của hãng Zia, mã là BA500. Đấy. BA500 cũng 20 sò anh em nhá. Một chiếc này có thể chơi tốt được hai cặp full 25 hoặc một cặp full 30 thì nó đánh căng luôn. Một cặp full 30 đánh căng anh em nhá. Hai cặp loa làm bát 25 đều chơi được ok. Công suất lên tới 20 sò công suất, mỗi vế khoảng 800W anh em nhá. 1 2 3 4 5 này, 5 trên 5 dưới. Tổng là mỗi một bên là 10 sò. Và chạy bằng sò Toshiba anh em nhé, sò Toshiba. Mặt hàng này là size cái trước là size 3U, này là size 2U anh em nhé, xin lỗi các bác. Con này là size 2U, cục đẩy Zia, mặt phay nhôm màu xám. Lên sóng cho các bác anh em chơi này, màu mặt rất là đẹp. Đấy. Tất cả các tính năng chiết áp rồi là các cái công tắc cả đằng sau, dây nguồn, dây nước chạy hoạt động bình thường anh em nhé. Các anh em chơi này. Đây, đây dây nguồn này, dây nguồn liền này, đó anh em chơi nhá. Đây mặt đằng sau này, các công tắc gạt rồi là các cái kỹ thuật ra đều hoạt động bình thường. Giá một chiếc này cũng là 2.500.000, 2.500.000 đồng bao ship cho anh em chơi. Giá cực kỳ hợp lý luôn anh em nhá, giá cực kỳ hợp lý luôn. Cục đẩy Zia, bác nào mà mua hãy comment ở cho em ở phần dưới bình luận là Zia BA500, giá 2.500.000 đồng, bao ship cho em chơi cái dòng này này. Đó, bác mua vui lòng đặt cọc cho em nha bác nhá, vì hàng này nó nặng, anh em muốn mua thì phải đặt cọc bắt buộc. Đấy, mặt phay nhôm màu xám, ok. Tiếp tục sang phía bên phải này, một chiếc đẩy 4 kênh, mỗi kênh 800W. Đấy, đến từ thương hiệu QTA, mã là 4750, được chưa? Chạy bằng sò LG, 4 kênh, nguồn to khủng, chạy bằng sò LG, mỗi một kênh là 800W anh em nhé, 800W một kênh, đẩy 4 kênh QTA VA4750, các bác comment cho em, QTA 4750, giá 4.500.000 đồng bao ship. Cục đẩy lặng như này á, với cái giá 4.500.000 đồng và bao ship thì các bác không biết nó lặng như nào. Vì một chiếc này ấy, nó nặng khoảng độ gần 30 kg nha anh em ấy. Gần 30 cân. Đấy, gần 30 cân các anh em chơi này.
giá 4.500.000 đồng cho bác anh em. Đấy, quay anh em xem là bây giờ quay nội thất nào, chạy bằng sò lò gì, tất cả đều nguyên zin chưa, rất bền bỉ. Đấy, vô nguồn này, ghế bên phải này chưa, 850W, mặt phe màu đen, mã là QTA. Đấy, ý vệ sinh sạch sẽ cho anh em chơi này, đó, thấy không ạ, rất là chất luôn, tất cả đều nguyên zin. Mặt sau này chạy bằng 4 quạt gió nhá anh em, cho anh em nhìn này, 4 quạt gió. Rồi điểm lại nhá, được đẩy GA 2.5 triệu, giá hợp lý anh em chơi này, đó, cục đẩy men cạc 2.400, 2.500.000 đồng bao ship cho anh em, chưa ạ? Đấy. Rồi xin chào bác ở, hẹn bác ở video clip tiếp theo nhá.